Xin lỗi mọi người. Nay nhà mình có món sườn, mình không ngọt với lại cái dừa nhỉ. Đây, cái nước sốt này mình mới pha xong. Cái sườn mình sẽ ở bọc sườn nhé. Sườn ấy cứ chín vàng vàng như này được, dễ giòn, rất là giòn. Một bí quyết để cho sườn nó giòn ấy là mọi người hãy sử dụng cái bột bắp nhé, bột bắp hoặc là bột năng để chiên nhé, rất là giòn. Rất là bắn này. Bây giờ mình sẽ mang mấy cái đồ mình cất đi, với pha nước sốt này, cất đường chủ lạnh này. Thấy thật chết mắt rồi. Đây là giấm táo. Mình cắt như hai mật ong của mình cũng gần hết đây. Ok, một số này mình sẽ cho thêm tí nước vào nhé mình, cho nó không bị nhỏ quá. Ok, đấy, một chén nước này. Miếng thử đi. Vừa rồi. Nhưng tức là mình sẽ hơi nhạt nhạt và ngọt tí, ai muốn ăn mặn hơn ấy. Cho thêm nước mắm nữa này, tại vì cái này bữa mình ướp cái này hẳn nên mới sợ bị mặn. Thế này nhiều sườn thế này mình ăn trong một bữa có hai người nên mình nấu nhạt thế này mình sẽ ăn vã luôn nha. Tại tối thì mình sẽ phải làm thế này, chúng mình đi chơi rồi. Thêm tí là mình sẽ ăn xong cái này mình vớt ra này, mình sẽ bỏ hết vào đĩa này, xong mình sẽ cho cái này vào trước này, xong mình rim cùng cái này, rim được khoảng 5-10 phút gì đó thì mình mới cho sườn vào, cho khi nào nước nó xè xè lại mình cứ rim nhỏ nhỏ thì nó mới ngấm dừa. Còn sườn thì mình chỉ cần đảo qua thôi, tại vì sườn nó nếu mà để nấu lâu ấy nó sẽ không bị không được giòn cái mình vừa rán này nữa. Ok, mình đến đây thôi. Xin chào mọi người nha.